các con hãy cầm lấy mà ăn. Này là mình thầy. Rồi Ngài cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông mà đuổi rằng: các con hãy cầm lấy mà uống, đây là máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đoạn Đức Chúa Giêsu nói tiếp rằng: thầy bảo thật, bao lâu còn sống, rượu nho thầy không uống nữa đâu, tới khi về chôn trời cao, rượu nho thầy uống rạc rào thân lên. Khi ngắm bấy nhiêu sự thi nguyện, một kinh lạy cha, một kinh kinh mừng, đoàn ta hay nguyện rằng: lạy Đức Chúa Giêsu, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn ban và uống chén này, chúng con loan truyền về Chúa chịu chết và tuyên xưng về Chúa sống lại. Xin đừng để chúng con ăn ban và uống chén của Chúa cách bất xứng, mà xúc phạm đến mình và máu Chúa. Amen. Mời cộng đoàn ngồi. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả phán. Kính mừng Maria, để ơn Chúa Đức Chúa Trời ở cùng ngài, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng và cầm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha. Thank you.